Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, theo tử vi học, những người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 năm Mạng có thiên can là Nhâm thì phần lớn là những người có cuộc đời gặp nhiều may mắn và đặc biệt là trong năm 2022 này, cuộc sống của họ có được nhiều may mắn hơn người khác. Về tài vận hanh thông và có một gia đình ổn định và hạnh phúc. Trong số 12 con giáp, những người tuổi Nhâm Thìn nam mạng cả đời được hưởng vinh hoa phú quý, có quyền cao chức trọng. Hơn nữa, do những người này có tính tình hiền lành, cương trực, ngay thẳng, thích giúp đỡ người khác cho nên được thần tài chiếu cố ban lộc trong năm 2022. Và cũng chính nhờ những việc tốt mà tuổi Nhâm Thìn nam mạng hay làm cho nên đã tạo cho họ có được những phúc đức cho con cháu trong công việc và trong cuộc sống, luôn được quý nhân giúp đỡ, bạn bè yêu mến. Mặc dù thời gian trước có nhiều gian truân vất vả, nhưng mà sang năm 2022 với họ là một kỷ nguyên mới. Sự thay đổi chóng mặt của họ khiến cho rất nhiều người phải cúi đầu nể phục. Và chính họ cũng bất ngờ trước sự thành công này của mình. Sự thành công và may mắn của tuổi Nhâm Thìn đến từ đâu? Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn video chi tiết ngay sau đây. Tổng quan vận mệnh tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 năm Mệnh trong năm 2022. Xét về vận hạn, năm Nhâm Dần 2022, Nhâm Thìn sinh năm 1952 năm Mệnh gặp phải sao chú mệnh, sao thái âm, vận hạn Diêm Vương, hạn Tam Tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ sinh năm Nhâm Thìn, năm 1952 năm Mệnh Phạm Tam Tai, hạn Hoang Ốc, Phạm Hoang Ốc, Kim Lâu, không rơi vào hạn Kim Lâu. Về địa chi, Thìn gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Xét về mối quan hệ thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong năm nay, những người tuổi Nhâm Thìn cần phải đề phòng có tranh chấp với gia chủ, em hoặc bạn bè, người thân xung quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 cần chú ý tháng Canh Tuất, tháng 9 âm lịch, từ ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Nhâm Thìn. Vào những ngày này, gia chủ cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Vậy nên gia chủ tuổi Nhâm Thìn hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế, đây chính là pháp khí, hãy luôn mang theo bên mình để được may mắn và bình an. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Nhâm Thìn sinh năm 1952 năm Mệnh. Trong năm 2022, gia chủ năm Mệnh Nhâm Thìn sinh năm 1952, năm nay gặp sao thái âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hóa khí, là phú và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao thái âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao thái âm thuộc thủy là tinh túy của nước. Sao thái âm rất tốt cho phụ nữ, nam giới được sao thái âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là về tiền bạc, thế nên sao thái âm còn được gọi là tài tinh. Với những người chưa lập gia đình sẽ được tình duyên kỳ ngộ trong năm nay. Người có sao này kết tinh làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Tuy nhiên, những người gặp sao này kỵ cho nữ sinh đẻ và nam bệnh tật vào tháng 11 âm lịch. Hóa giải. Làm lễ cúng sao giải hạn vào lúc 7 giờ đến 9 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao thái âm đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Chuẩn bị hương hoa, trái cây, tiền vàng, oản, nước, trà, đinh tiền vàng, mũ vàng, muối gạo, 36 đồng tiền và 7 ngọn nến cùng với bài vị màu vàng có ghi Đức Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân. Lưu ý, tất cả lễ vật đều phải có màu vàng. Trường hợp có màu khác thì gia chủ cần phải lấy giấy vàng bọc lại hoặc lót ở bên dưới, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao thái âm là sao tốt thuộc hành thủy, vì thế để tăng cường cát khí hành thủy, gia chủ hãy dùng màu đen bằng cách đeo trang sức đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển. Ngoài ra, vì gia chủ có thể sử dụng màu trắng như đeo đá thạch anh tóc trắng, màu chủ về hành kim, để kim sinh thủy càng thêm tốt. Điều này sẽ kích thích và tăng nhiều tài lộc cho gia chủ hơn nữa.
gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 năm mệnh, năm nay gặp hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ Lục Bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lầm sản nạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương là tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt là những người đang mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biểu hiện của hạn Diêm Vương là gì? Thì hạn này, ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, thì những người bị đau yếu bệnh tật nếu không chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Nhìn chung, hạn Diêm Vương là hạn xấu đối với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần phải quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với phụ nữ mang thai, trong suốt hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, hãy cẩn thận và chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quá tập trung vào công việc. Hãy dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Với người đau ốm bệnh tật, khi gặp hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó, hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Luận tử vi, Nhâm Thìn sinh năm 1952 năm mệnh, theo tháng âm lịch năm 2022. Tháng 1, gia chủ Nhâm Thìn nam mệnh, sinh năm 1952, tháng đầu năm này gia đạo bất hòa. Tháng 2, đây là tháng gia chủ có sự di chuyển đi lại nhiều, ngoài ra cũng cần phải cẩn thận các thương tổn tới tay chân. Tháng 3, tiền bạc của người sinh năm 1952 năm mạng trong tháng này có sự tiêu pha nhiều, sức khỏe kém nên chú ý. Tháng 4, tháng này công việc làm ăn của những thành viên trong gia đạo của gia chủ có sự mở mang nhiều, tuy nhiên đây cũng là tháng sức khỏe của gia chủ cần phải chú ý. Tháng 5, trong gia đạo bất hòa, mâu thuẫn quan điểm. Tháng 6, đây là tháng sức khỏe của gia chủ không được tốt, ngoài ra trong nhà có nhiều chuyện buồn phiền đưa tới. Tháng 7, trong tháng này công việc làm ăn, buôn bán kinh doanh của các thành viên trong gia đạo của người sinh năm 1952 năm mạng không được tốt. Tháng 8, nhờ được quý nhân giúp đỡ cho nên công việc gì có thể gặp hung hiểm nhưng sau cũng là cát lành hanh thông. Tháng 9, gia chủ đón nhiều tin vui trong tháng này, tuy nhiên sức khỏe của quý bạn trong tháng này chú ý đến đường tiêu hóa không được tốt. Tháng 10, công việc kinh doanh làm ăn của những thành viên trong gia đạo không được tốt. Tháng 11, đây là tháng mọi việc của gia chủ dự tính, kế hoạch mưu sự đều đạt được kết quả như mong muốn, trong gia đạo đón niềm vui mới. Tháng 12, tháng cuối năm quý bạn sinh năm 1952 Nhâm Thìn nam mạng có sự sửa sang, mua sắm lại đồ dùng trong nhà hoặc mộ phần của tổ tiên. Tổng kết tử vi tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 năm mệnh trong năm Nhâm Dần 2022. Về sự nghiệp, đối với hầu hết những người Nhâm Thìn sinh năm 1952, may mắn cho sự nghiệp có thể lững lờ, đi ngang. Nếu bạn là một Nhâm Thìn, tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của bạn có thể còn tồi tệ hơn. Năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 đã bước vào độ tuổi thất thập cổ lai hy, nên bản mệnh không nên có tinh thần ganh đua quá mức trong mọi việc. Hãy thỏa mãn và hài lòng với những gì mình đang có, không nên yêu cầu quá mức ở bản thân mình cũng như con cái và mọi người xung quanh. Nên tránh xa những lời dụ dỗ của người ngoài trong việc bỏ tiền đầu tư, rất dễ bị lừa gạt. Trước khi đưa ra quyết định lớn nhỏ tốt hơn là nên trao đổi với con cái trong nhà, không nên tự mình đưa ra quyết định khiến cho lâm vào bế tắc và rắc rối trong năm. Về tài chính, năm nay tình hình tài chính của gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 ổn định chứ không vượng. Vì vậy, người tuổi này cần phải chú ý tránh xa những mối đầu tư mạo hiểm đem lại lợi nhuận cao nhưng kèm theo đó là rủi ro lớn. Tuổi này nên dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn, tránh ham làm giàu, chớ nên nghe theo những lời ngon ngọt của người ngoài mà đem hết tiền tiết kiệm của mình đi đầu tư vào những nơi không đáng tin tưởng. Về sức khỏe, năm nay tình hình sức khỏe của người sinh năm 1952 không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, tránh cho bản thân bị thương. Một số người bị đau xương khớp, gân cốt thì không nên vận động mạnh,
chú ý tìm những hoạt động phù hợp với sức của mình. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 năm mệnh. Về tình cảm gia đạo, xem tử vi năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Nhâm Thìn không gặp nhiều biến động trong chuyện tình cảm, bản mệnh nhận được sự quan tâm yêu mến của con cháu trong nhà. Mối quan hệ với hàng xóm xung quanh cũng tốt đẹp, thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Đến tuổi này, bạn nên tận hưởng những năm tháng yên bình, tốt nhất hãy giữ tâm lý lạc quan, tích cực, luôn hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, dù có gặp phải vấn đề gì hay bất ngờ. Bản mệnh cũng chớ nên lo lắng quá mức, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Người tuổi Thìn sinh năm 1952 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Trong năm nay gia đình bạn sẽ có những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ trong gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Gia chủ nên mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 năm mệnh để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát vừa mới chia sẻ với gia chủ về vận trình tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 năm mệnh. Nhìn chung, ở độ tuổi của gia chủ, công việc hay tài lộc cũng không còn quan trọng nữa. Điều gia chủ cần phải quan tâm chú trọng là sức khỏe và gia đình. Trong năm Nhâm Dần, gia chủ cần chú ý tuyệt đối cẩn thận khi di chuyển, chân tay dễ thương tổn. Cần dĩ hòa vi quý các mối quan hệ, đặc biệt là lắng nghe ý kiến từ con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, vui vẻ, tận hưởng tuổi già. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 năm mệnh trong năm 2022 Nhâm Dần. Và qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2022 Nhâm Dần này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người nhận được thông báo sớm nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.